Chào các con học sinh lớp 5. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy con học tiểu học nhé. Giờ toán hôm nay chúng ta học bài ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng. Tiếp theo sách giáo khoa toán 5 trang 153, 154. Đầu tiên chúng ta làm bài tập 1 viết các số đo sau dưới dạng số thập phân a có đơn vị đo là km b có đơn vị đo là mét yêu cầu của bài là chúng ta viết các đơ, các số đấy, các số đo sau này dưới dạng số thập phân câu a có đơn vị đo là km ở câu A, chúng ta có số đo thứ nhất 4 km 382 m bằng chấm chấm km. Như vậy chúng ta sẽ viết các số đo này với đơn vị đo là km. Ở đây chúng ta thấy có hai đơn vị đo là km và m. Muốn viết thành một đơn vị đo là km thì chúng ta phải đổi 382 m bằng bao nhiêu km? Còn 4 km chúng ta giữ nguyên. 4 km này. 382 m. Chúng ta phân tích là thành 4 km này cộng với 382 m chúng ta đổi thành km tức là bằng 382 phần 1000 km. Tại sao bằng 382 phần 1000 km? Vì chúng ta vì 1 km thì bằng 1000 m, vậy 382 m bằng sẽ bằng 382 phần 1000 km và bằng 4 km cộng với 382 phần 1000, đây là phân số thập phân chúng ta viết thành số thập phân bằng 0,382 km Đấy, tức là ở đây chữ số 2 là chỉ hàng phần nghìn thấy không? nhìn vào mẫu số chúng ta biết chữ số cuối cùng là chỉ hàng phần nghìn chữ số 8 là chỉ hàng phần trăm và chữ số 3 là chỉ hàng phần 10 Đấy, và chúng ta được thành 0,382 km và chúng ta cộng 4 với 0,382 km bằng 4, 382 km đấy. Như vậy chúng ta điền được à, số thứ nhất là 4,382 km. Hay cô giáo có một bảng đơn vị đo độ dài như sau. km, hm, dam, mét decimet cm và mm. Bây giờ chúng ta À, xem cái số đo này chữ số nào ứng với à, hàng nào thì chúng ta viết vào cái hàng đó chúng ta đã biết hai đơn vị à, đo độ dài liền kề nhau đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé và đơn vị bé bằng 1 phần 10 đơn vị lớn như vậy ở đây thì cứ mỗi chữ số ứng với một hàng đơn vị phải không? đây chúng ta thấy có km là 4 chúng ta viết là 4 này hàng mét là hai đấy chúng ta viết hai hàng đơn vị đầu và đơn vị cuối mét ở hai chữ số 2 là là chỉ mét 2 là chỉ mét này trên mét là là đề ca mét chữ số 8 và chữ số 3 là trên đề ca mét là hectomet là chữ số 3 bài yêu cầu đổi ra km đến km chúng ta viết dấu phẩy 4,382 km đấy. tương tự như vậy à, chúng ta đổi tiếp 2 km 79 m bằng chấm chấm km. Chúng ta đổi như cách lúc nãy cô giáo. Có hai cách, cách thứ nhất là chúng ta đổi phân tích thành 2 km và 79 phần 1000 km hay 79 phần 1000 chúng ta viết thành 0, 079 km cộng với 2 km phải không? Thì đây đây chúng ta phân tích như thế này xem bằng bao nhiêu này. 2 km này. À 9 là m này. Đấy, 7 là gì? Đề ca mét. Và chữ số 0 là hectô mét. Đấy. Bài yêu cầu đổi ra km đến km chúng ta biết dấu phải bằng 2,079. 079. 079 km cũng như là cách nãy cô giáo cô giáo phân tích lúc nãy phải không? bằng 2 km bằng 2 km cộng với 79 phần 1000. km 79 phần 1000 thì bằng 0, 700 không 079, 0, 079. 0,079 cộng với 2 bằng 2,079 km. Tiếp theo 700 m bằng chấm chấm km. Đấy bây giờ chúng ta cũng phân tích này. Chữ số 0 cuối cùng ở số 7 này là hàng mét. Chữ số 0 tiếp theo là mét Và chữ số 7 là hàng hectomet và km là 0. Ta viết dấu phẩy bằng 0,700 km. 0,700 km chúng ta viết thành 0,7 bởi vì chữ số 0 ở tận cùng đấy, bên phải phần thập phân chúng ta có thể bỏ đi được. Như vậy ta bằng 0,7 km. Như vậy à, câu A vừa rồi chúng mình đã đổi các số đo độ dài Đấy, dưới đơn vị đo có đơn vị đo là km Tiếp tục chúng ta chuyển câu B Câu B có đơn vị đo là m Có đơn vị đo là m Như vậy chúng ta cũng Có bảng đơn vị đo độ dài đây Đấy, Chúng ta sẽ viết các chữ số Ứng với mỗi một hàng Ở đây có 7m 4dm Câu A là yêu cầu đổi chúng ta ra đổi đơn vị đo là km, còn câu B là đổi đơn vị đo là mét. Chúng ta thấy ở đây có 7 mét, chúng ta viết hàng mét là 7 này. Hàng decimet là 4. Yêu cầu đổi ra mét, chúng ta đến mét, chúng ta viết dấu phẩy thành 7,4 mét. 5 m 9 cm bằng chấm chấm mét. 5 m này, hàng mét chúng ta có 5. Hàng cm chúng ta có 9. Như vậy hàng dm là 0, chúng ta viết 0 vào đây. Vào hàng dm và đến mét chúng ta viết dấu phẩy bằng 5,09. Tiếp tục đổi 5m, 75mm bằng chấm chấm mét. Hàng mét chúng ta có 5. 75mm thì vậy chữ số 5 là mm, chữ số 7 là cm. mm là chữ số 5, chữ số 7 là cm. Vậy dm là 0 đến mét chúng ta viết số 5,075 m 5,075 m 5 m 75 mm bằng 5,075 m Như vậy bài tập 1 vừa rồi chúng mình đã đổi các đơn vị đo độ dài dưới dạng số thập phân. Tiếp tục chúng mình chuyển bài tập 2. viết các số đo sau dưới dạng số thập phân a có đơn vị đo là kg b có đơn vị đo là tấn Đấy. như vậy ở bài tập 2 này yêu cầu chúng ta cũng viết các số đo dưới dạng số thập phân mà chúng ta quan sát à, đây là các số đo à, các số đo à, khối lượng phải không Đấy. câu a yêu cầu đổi chúng ta chúng ta đổi ra đơn vị đo là kg đầu tiên cô giáo có 2 kg 350 g. Đấy chúng ta đổi thành bao nhiêu kg? Tức là đổi thành từ hai đơn vị đo khối lượng thành một đơn vị đo khối lượng. Đấy. Cô giáo có 2 kg này. 2 kg. 350 g. Chúng ta phân tích này. Đổi ra kg thì 2 kg chúng ta giữ nguyên. Cộng với 350 g thì bằng 350 phần 1 nghìn. Kg. Vì 1 kg thì bằng 1 000 g. Ở đây có 350 g thì chúng ta viết thành 350 phần 1 000 350 phần 1 000 đây là phân số thập phân. Thì chúng ta viết thành số thập phân. Phải không? 2 kg này cộng với 350 phần 1 000 tức là phần thập phân đến hàng phần nghìn, chữ số 0 là hàng phần nghìn, chữ số 5 là hàng phần trăm, chữ số 3 là hàng phần 10 và phần nguyên là 0,350. Đấy, 350 kg. 2 cộng với 0,350 kg bằng 2,0350 kg. Đấy. Hoặc là chúng ta viết thành 2,35 kg. Đấy. Như vậy và ở bảng đơn vị đo khối lượng thì hai đơn vị đo khối lượng liền kề nhau đơn vị lớn gấp đơn vị bé 10 lần. Đơn vị bé bằng 1 phần 10 đơn vị lớn, phải không? Đấy, liền kề nhau. Thế như vậy chúng ta thấy là cái số đo vừa rồi chúng ta đổi thành 2,350 kg thì chúng ta cũng ứng này ứng các đơn vị đo này 2 kg Đấy, chúng ta viết này có 2 kg này với bảng đơn vị đo khối lượng này chữ số 0 là hàng gam chữ số 5 là đề ca gam chữ số 3 là hectogam đến kg chúng ta viết dấu phẩy thành 2,350 hay 2,35 kg cũng vậy chúng ta viết thành 2, 35 kg. Tương tự như vậy thì cái số đo tiếp theo 1 kg 65 g bằng chấm chấm kg. Chúng ta cũng à, viết như vậy. Ở đây có 1 kg này, chúng ta viết hàng kg là 1. Chữ số 5 là gam. Chữ số 6 là đề gam và hectogram là 0 yêu cầu đổi ra kg đến kg chúng ta viết dấu phẩy 1 bằng 1,065 kg 1,065 kg Đấy, như vậy ở ý A chúng ta có hai câu tiếp tục chúng ta chuyển sang câu B có đơn vị đo là tấn 8 tấn 760 kg bằng chấm chấm tấn chúng ta đổi giống như trên. Ở đây có 8 tấn này. Hàng tấn là 8 này. Kg chữ số 0 là kg. Chữ số 6 là yến. Chữ số 7 là tạ. Yêu cầu đổi ra tấn, đến tấn chúng ta viết dấu phẩy. 8 tấn 760 kg bằng 8,760 tấn hoặc là bằng 8,76 tấn. Ta bỏ chữ số 0 ở tận cùng phần thập phân. Bằng 8,76 tấn. Tiếp theo, 2 tấn 77 kg bằng chấm chấm tấn. Đây chúng ta có 2 tấn này. Tấn chúng ta viết 2. 77 kg thì chữ số 7 cuối cùng là hàng kg. Chữ số 7 đằng trước là yến và tạ hàng tạ là không có chúng ta viết chữ số 0 yêu cầu đổi ra tấn đến tấn chúng ta viết dấu phẩy sau chữ số 2 bằng 2,077 tấn Như vậy, ở bài 2 vừa rồi chúng mình đã viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân. Tiếp tục chúng ta chuyển bài 3. Viết số đo Viết số thích hợp vào chỗ chấm 0,5m bằng chấm chấm cm Câu A Câu B 0,075km bằng chấm chấm m C 0,064kg bằng chấm chấm gam D 0,0 tấn bằng chấm chấm tấn Đổi số thập phân từ đơn vị lớn thành đơn vị nhỏ Đấy, câu a là đổi đơn vị đo độ dài 0,5m bằng chấm chấm cm ở đây chúng ta có số 0,5 0,5m bằng bao nhiêu cm 1m thì bằng 100 cm ở đây có 0,5m thì chúng ta nhân với 100 0,5 nhân với 100 nhân một số thập phân với 100 thì ta chỉ viết chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải hai chữ số tức là bằng 50 phải không? Đấy, dấu phẩy chuyển sang bên phải hai chữ số thì chúng ta được 50. Đơn vị là cm. Tiếp câu B, 0,075 km bằng chấm chấm m. 0,075. Muốn đổi km thành mét thì chúng ta biết rằng 1 km thì bằng 1000 m, thì ở đây có 0, 0,075 km chúng ta nhân với 1000. Nhân một số thập phân với 1000 chúng ta chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải, 3 chữ số phải không? 1 2 3. Như vậy chúng ta được à, 75 m. Câu C, 0,064 kg bằng chấm chấm gam. 0,064. 1kg thì bằng 1.000g. Ở đây có 0,064kg thì chúng ta nhân với 1.000. Đổi sang gam chúng ta nhân với 1.000. Thì chúng ta cũng chuyển dấu phẩy của số này sang bên phải 3 chữ số ta được 64. 64g. Câu D. 0,08 tấn bằng chấm chấm tấn. Đấy.

Chúng ta nhân với 1000. 0,08 nhân với 1000. Thì chúng ta tuyển rồi chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải 3 chữ số. Đấy như vậy ở đây mới có 1 2, muốn thêm một chữ số nữa ta thêm chữ số 0 phải không? Bằng 080 phải không? Đấy 080 thì như vậy là ta bỏ chữ số 0 đằng trước thì ta được 80. Đấy như vậy chúng ta được 80 kg. Bài tập 3 vừa rồi, à, chúng mình đã đổi đơn vị đo độ dài, đơn vị đo khối lượng từ đơn vị lớn thay đổi thành đơn vị bé. Muốn đổi đơn vị lớn thành đơn vị bé thì chúng ta làm phép tính nhân. Yeah. Tiếp tục chúng ta làm bài tập 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Câu A 3576m bằng chấm chấm kg, B 53cm bằng chấm chấm m. C. 5360 kg bằng chấm chấm tấn. D. 657 g bằng chấm chấm kg. Đấy, như vậy chúng ta ở câu 4 này chúng ta đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo khối lượng phải không? Đấy. Từ đơn vị chúng ta để ý này, từ đơn vị bé thành đơn vị lớn. Đấy, từ đơn vị bé thành đơn vị lớn này, mét thành km này. Đấy, rồi là kg thành tấn này, gam thành kg, cm bằng mét. Như vậy muốn đổi từ đơn vị bé thành đơn vị lớn thì chúng ta làm tính chia, đúng không? Chúng ta sẽ làm tính chia. 3576 3576 m. Bây giờ đổi thành km thì tức là bằng 3576 phần 1000 vì 1 m bằng 1 một phần 1000 một km. 3576 phần 1000, đây là ta cũng không cần phải đặt phép tính chia, mà ta viết đây là phân số thập phân thì chúng ta sẽ viết thành số thập phân. Ở đây phần 1000 chỉ hàng phần thập phân có đến hàng phần nghìn phải không? Chữ số 6 là hàng phần nghìn, chữ số 7 là hàng phần trăm và chữ số 5 là hàng phần 10. Chúng ta có phần nguyên là 3 3,576 được 3,576 km. Tiếp tục câu B, 53 cm bằng chấm chấm tức là bằng 53 phần 100. Vì 1 m bằng 100 cm, 1 cm bằng 1 phần 100. Như vậy 53 phần 100 tức là phần thập phân có đến hàng phần trăm. Chữ số 3 hàng phần trăm, chữ số 5 là hàng phần 10 và phần nguyên là 0. 0,53 bằng 0,53m tiếp tục câu C 5.360 kg bằng chấm chấm tấn 1 tấn bằng 1.000 kg 1 kg bằng một phần 1/ 1.000 tấn ở đây có 5.360 kg thì sẽ bằng 5.60 phần 1.000 như vậy, phần thập phân có đến hàng phần nghìn phải không? Thì chúng ta viết được số thập phân là 5,360 tấn hoặc là bằng 5,36 tấn bởi vì chúng ta sẽ bỏ chữ số 0 ở phần thập phân tận cùng ở phần thập phân ta được 5,36 tấn và ý cuối cùng là ý D 500 à, 657 g bằng chấm chấm kg. Thì chúng ta cũng viết được phân số thập phân là 657 phần 1000. Thì ba chữ số này, ba chữ 657 là phần thập phân phải không? Phần nguyên là 0,657 kg. 0,657 kg. như vậy tiết à, vừa rồi chúng ta đã ôn uh, tập lại về viết cách đo độ dài và đo khối lượng muốn đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo khối lượng từ đơn vị lớn thành đơn vị bé thì chúng ta làm tính nhân còn muốn đổi đơn vị đo độ dài hoặc là đơn vị đo khối lượng từ đơn vị bé thành đơn vị lớn thì chúng ta làm tính chia giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi cô chào các con